Sau COVID-19, thế giới hiện nay đang tiếp tục đối mặt với những căn bệnh mới, nguy hiểm và đặc biệt là không có thuốc đặc trị, cũng không có vaccine phòng bệnh như là viêm gan bí ẩn ở trẻ em hay là bệnh đậu mùa khỉ. Và hiện nay thì virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan ra hơn 20 quốc gia với khoảng 200 trường hợp mắc bệnh và hơn 100 ca đang nghi là mắc mà lại được phát hiện ở những quốc gia mà vốn hiếm khi ghi nhận căn bệnh này. Thực tế cũng ghi nhận phần lớn các trường hợp lây nhiễm đậu mùa khỉ là những người đồng tính nam. Vậy cụ thể thì bệnh đậu mùa khỉ lây lan qua đường nào và khi mắc thì thường có những biểu hiện đặc trưng gì? Ngay sau đây bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm sẽ thông tin chi tiết hơn. Ở khía cạnh là người đồng tính nam thì cái việc lây lan giữa các đối tượng có vẻ nó sẽ dễ dàng hơn do cách thức người ta có quan hệ tình dục rồi cách thức người ta chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống. Còn đấy là cái liên quan chính thôi, còn tất cả mọi người ở trong cộng đồng đều là những người có liên quan đến. Và cái việc mà chúng ta phòng chống cái bệnh đậu mùa khỉ này không chỉ là nhóm đồng tính nam mà có cần có sự chung tay của tất cả mọi người. Bệnh đậu mùa khỉ thì lây lan theo hai cái con đường. Thứ nhất là lây từ động vật sang người và sau đó là có thể lây từ người sang người qua hình thức tiếp xúc trực tiếp, có thể là tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch nốt phỏng hoặc các dịch tiết của cơ thể qua giọt bắn hoặc là vật dụng mà người bị nhiễm đã sử dụng như là chăn, ga, gối đệm rồi bát đũa vân vân. Cũng có một con đường khác đó là từ mẹ sang con qua giao thai trong cái giai đoạn mà thai kỳ và có thể là gây ra bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ sơ sinh. Bệnh đậu mùa khỉ là một căn bệnh truyền nhiễm vốn đặc hữu ở những quốc gia Trung và Tây Phi, nhưng mà giờ đây thì đã lây lan ra ở nhiều nước trên thế giới. Các chuyên gia y tế cho rằng là dù ít có khả năng xảy ra đại dịch đậu mùa khỉ giống như là đại dịch COVID-19, nhưng vẫn cần theo dõi và cảnh giác trước virus gây bệnh này. Bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu vào năm 1958 trên những con khỉ được nuôi nghiên cứu. Ca bệnh đầu tiên ở người được ghi nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1970. Kể từ đó, các ca bệnh chủ yếu xuất hiện ở các nước Trung Phi và Tây Phi. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở châu Âu, vốn không có nhiều mối liên quan dịch tễ đến khu vực Tây hoặc Trung Phi. Anh là nước châu Âu đầu tiên ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tháng này. Đến nay, số ca mắc tại Anh đã tăng lên hơn 90 người, tiếp đến là Tây Ban Nha hơn 80 người, Bồ Đào Nha 35 người. Loại virus này còn xuất hiện ở khu vực châu Mỹ và Trung Đông. Các nhà khoa học cho rằng đợt bùng phát hiện tại khó có thể biến thành đại dịch như COVID-19 do virus không dễ lây lan như SARS-CoV-2. Có thể sẽ có nhiều người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ hơn, nhưng mọi người không phải quá lo lắng. Nó sẽ không phải là dịch COVID-19 tiếp theo. Bệnh đậu mùa khỉ dễ nhận biết nhất thông qua những thay đổi trên da, bắt đầu bằng những tổn thương màu đỏ, sau đó đóng vảy. Các triệu chứng phổ biến của bệnh như nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau nhức cơ bắp và kiệt sức. Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây sang người khi tiếp xúc trực tiếp với máu, chất dịch hoặc vết thương của động vật mắc bệnh. Tuy nhiên, bệnh không dễ lây lan giữa người với người. Sự lây truyền thực sự xảy ra khi tiếp xúc cơ thể gần gũi, tiếp xúc da với da. Vì vậy, chúng ta phải chú ý hơn tới những người bị phát ban. Hầu hết những người được xác định cho đến nay đều mắc bệnh nhẹ hơn. Nhưng bất kỳ ai mà họ tiếp xúc đều cần được thông báo để chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan về sau. Vaccine phòng bệnh đậu mùa có tác dụng phòng ngừa 85% đối với bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, chuyên gia của WHO cho rằng hiện chưa cần tiến hành tiêm phòng trên quy mô lớn, chỉ cần tập trung vaccine cho những người tiếp xúc gần với các ca bệnh. Nhiều chuyên gia hàng đầu trên thế giới về bệnh truyền nhiễm đã hối thúc các cơ quan y tế trên toàn cầu phải hành động nhanh hơn để mà ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ vốn đã lây lan ra hiện nay như chúng tôi đề cập là 20 quốc gia. Giới chuyên gia cho rằng là các chính phủ và tổ chức y tế thế giới WHO không nên lặp lại những sai lầm ban đầu trong đại dịch COVID-19 nữa. Khi đó thì vốn làm trì hoãn việc phát hiện bệnh khiến cho virus lây lan. Và cũng theo các nhà khoa học thì dù bệnh đậu mùa khỉ khó có khả năng lây lan hoặc là nguy hiểm như COVID-19 nhưng mà cần có hướng dẫn rõ ràng hơn về cách thức cách ly đối với mỗi ca bệnh cũng như là có thêm những khuyến nghị về cách thức bảo vệ những người có nguy cơ, đồng thời cải thiện khâu xét nghiệm và truy vết. Hiện nay thì WHO đang cân nhắc liệu việc bùng phát bệnh đậu mùa khỉ có được coi là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp
gây quan ngại quốc tế như là COVID-19 hay Ebola hay là không? Tại Việt Nam chúng ta hiện nay dù là chưa phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ nào, nhưng các chuyên gia trong lĩnh vực truyền nhiễm và dự phòng đều đã chuẩn bị sẵn những phương án dự phòng. Là nguồn gốc từ Congo thì tỷ lệ tử vong của nó là 10% nếu con người mắc phải. Còn một chủng khác lưu hành ở Tây Phi thì tỷ lệ tử vong chỉ có 1% thôi. Hiện tại cái chủng đang gây dịch bệnh ở Anh cùng các nước ở châu Âu, người ta ghi nhận là chủng ở Tây Phi, tỷ lệ tử vong nó thấp. Vì nó chưa từng xuất hiện ở Việt Nam, thế cho nên là cũng phải tăng cường cái việc giám sát. Sắp tới đây chúng tôi sẽ phải tổ chức tập huấn cho các nhân viên y tế cách phát hiện, giám sát và các biện pháp điều trị. Tuy nhiên thì cũng giống như tất cả các dịch bệnh, chúng ta cũng vẫn phải phát hiện từ xa, tức là phải ngăn chặn từ trước khi nó xâm nhập vào Việt Nam, và chúng ta phải có cái biện pháp ứng phó kịp thời. Hiện nay sẽ tăng cường các cái biện pháp giám sát, đặc biệt là những người có các cái biểu hiện mà bỏng nước, sốt, suy yếu mà không rõ nguyên do hoặc là loại trừ các cái yếu tố khác. Thứ hai, khi phát hiện thì phải có được cái cách đi nghiêm ngặt, và đối với xử lý các cái người tiếp xúc cũng như các cái vật dụng đấy một cách đầy đủ. Và hy vọng trong thời gian tới sẽ cùng với thế giới sẽ có các cái biện pháp tốt hơn để chúng ta kiểm soát đối với cái sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ này.